Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Tôi giới thiệu đến các bạn cây đàn guitar classic chính hãng Nhật Bản, hãng Aria, model AC15. Cây đàn còn mới tinh về tổng thể, cả tem và tổng thể đàn đều mới. Đàn gần như không có xước sát. Đây là phần body, mặt top, cầu ngựa đàn, mặt top, hông đàn, lưng đàn, hông đàn, góc cần đàn, cần đàn, đầu đàn, khóa đàn, phần dây cũ thì tôi sẽ thay dây mới cho các bạn. Giá bán đề xuất của cây đàn là 4 triệu. Tổng thể đàn là rất mới, gần như không thể tìm được vết xước. Hiện tại là tôi tuần gần như tôi cũng không thể tìm được vết xước, cũng nếu có chăng thì rất mờ, phải nhìn rất kỹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.